Các em học sinh thân mến, sau đây thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu về di tích đình làng Nguyễn Hòa Hưng qua đoạn phóng sự sau đây. Chúng tôi đặt chân lên cù lao ông Hổ bởi muốn tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng đất này, nên chúng tôi quyết định đến đình làng tìm gặp những bậc cao niên. Nhà mát ngay cổng đình là nơi các bác hay ngồi trà nước chuyện trò. Đây cũng là nếp sinh hoạt đã có từ xưa trên đất cù lao. Theo như các bác giải thích thì cù lao ông Hổ có dòng sông Hậu hiền hòa bao quanh, là nơi đất lành chim đậu. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu ca dao: dù ai đi ngược bốn bề, chưa đến ông Hổ chưa về An Giang. Chú Tám ơi, lần này khi mà đến thăm vùng đất cù lao ông Hổ của mình thì con có nghe bà con chia sẻ là gia đình tổ tiên của chú Tám từ nhiều đời nay thì chính là những người đầu tiên mà khai quang lập ấp nên vùng đất cù lao ông Hổ này. Không biết là chú có thể kể cho con nghe kỹ hơn về câu chuyện này được không chú? Theo như lịch sử truyền thống của nhân dân An Giang thì coi như là tất cả dân của vùng miền Tây Nam Bộ này là di cư từ cái vùng Bắc Trung vào để định cư sinh sống. Trong đó thì có gia đình của chú Tám, của tổ tiên chú Tám. Vì là cách đây gia phả của chú Tám có ghi lại là khoảng 200 năm. Đặc biệt là tổ tiên của chú Tám là tập trung ở cái cù lao này đông. Cái lúc mà lập làng lập ấp ở đây thì không biết là lúc đó như thế nào hả chú? Điều kiện tự nhiên của giai đoạn đó thì nghe truyền thuyết lại rằng là không đường. Quan cảnh ở đây thì lúc đó là rừng rú. Đến dân mà đến thì định cư chỉ là phá rừng để sống thôi, để làm nương rẫy mà sống. Vì vậy cho nên là cái cuộc sống là rất vất vả. Rất vất vả, nhưng mà thực tế là nghe kể lại thì rất dồi dào về tài nguyên, nhất là thức ăn. Cá ấy là ở trên sông thì rất nhiều. Và đất đai thì cũng rộng. Và hình thành từ đó, từ giai đoạn 300 năm trước, rồi dần dần thì dân đến đông thì dân mới bắt đầu lập làng. Những cái đình này thì khi mà đã đông rồi đó thì dân mới thành lập cái đình để thờ. Đình làng trên cù lao ông Hổ còn được gọi là đình thần Mỹ Hòa Hưng, tương truyền được lưu dân tới đây khai khẩn đất quan lập nên. Năm 1917, đình được vua Khải Định chính thức sắc phong. 100 năm trôi qua, ngôi đình đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử thăng trầm trên vùng đất này. Chính tại nơi đây, vào những năm 1925-1926, dân sĩ, trí thức, hương chủ yêu nước đã tập trung hoạt động. Đến năm 1943, chi bộ Mỹ Hòa Hưng được thành lập, lấy đình làm điểm hội họp. Ngoài những giá trị lịch sử lâu đời, đình thần cù lao ông Hổ còn là một công trình kiến trúc đẹp, đặc trưng cho phong cách nghệ thuật triều Nguyễn. Từ kiểu ngoại thất có ba bộ nóc, mái tam cấp lợp ngói, đến những chi tiết gắn trên các bờ nóc như lưỡng long tranh châu, những mặt dựng vẽ tứ linh cầu kỳ, đều góp phần tạo nên nét rêu phong cổ kính cho ngôi đình tuổi trăm năm này. Chính diện ngôi đình có bức phù điêu đắp nổi với màu sắc và các họa tiết trang trí lá hoa đậm chất cổ xưa. Trong đó nổi bật lên hình Long Hổ hội tụ. Hình ảnh ông Hổ cũng chính là biểu tượng của đất cù lao từ thuở mới khai làng lập ấp. Bên trong chính điện, chúng tôi cảm nhận được không gian trang nghiêm, nơi đặt khánh thờ và sắc phong thần hoàng bổn cảnh. Trước bàn thờ thần hoàng là nơi đặt chân dung anh hùng Nguyễn Trung Trực cùng Tuyên Trung Hầu Nguyễn Văn Tuyên. Chính điện còn được trang trí bởi các bao lam thành vọng, hoàng phi liễn đối sơn son thép vàng rực rỡ. Nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao,
nên đình làng Mỹ Hòa Hưng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2003.